Tên Hàn Quốc em là gì? Dạ, Lee Sung Jun. Ủa? Bà. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Wow. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả khán giả đang xem chương trình. Em gửi lời chào đặc biệt đến bạn nam bên cạnh ạ. Dạ, em tên là Huỳnh Diễm Phương. Em sinh ra và lớn lên ở Củ Chi. Em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc ở quận 2. Và công việc của em là thiết kế đồ họa. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lý Quý Tuấn, năm nay em 31 tuổi, em đến từ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Em là người ở đâu? Dạ em là người Hàn Quốc. Nói tiếng Việt hay quá trời. Qua Việt Nam lâu chưa? Dạ em qua Việt Nam 4 năm rưỡi rồi. Tên Hàn Quốc em là gì? Dạ, Lee Chung Chun. Y Chung Chun. Y Chung Chun. Y Chung Chun. Y Chung Chun. Dạ, Y Chung Chun. Anh Nhân Sa Yo. Cảm ơn anh. Vỗ tay cho anh chàng Hàn Quốc các quý vị. Tuấn đang làm công việc gì? Dạ em làm thu nhập viên tiếng Việt. Lý do tại sao bạn lại yêu tiếng Việt và chọn Việt Nam để đến làm việc? Tại em thấy Việt Nam là nơi đất lành chiếm đồ. Em đã chọn Việt Nam để sống mãi. Mưu sinh ở Việt Nam luôn. Lấy vợ về xong rồi ở Việt Nam luôn hay là về lại Hàn Quốc? Em xong ở đây luôn. Qua bên đây mà ở với ai? Tại em ở với bạn đồng nghiệp của em. Bạn đồng nghiệp. Dạ. Bạn đồng nghiệp là bạn bên Hàn Quốc hay là bạn Việt Nam? Người Việt Nam. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. Bây giờ là giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của hai bạn nha. Rồi bạn nữ. Dạ về tính cách thì em là người hòa đồng, hiền lành. Em sống rất là đơn giản. Chưa bao giờ make up rồi phấn son trang sức và em mặc đồ cũng kính cổng cao tường không ạ. Em biết nấu ăn, biết may vá, biết vẽ, biết viết thư pháp và biết chụp hình. Em biết nói tiếng Hàn. Em biết nói tiếng Hàn. Tiếng Hàn nữa hả? Để cho hai bạn nói chuyện với nhau vài câu đi. Hai người nói chuyện tiếng Hàn đi. 안녕하세요. 한국말 할 줄 아세요? 저는 푸입니다. 네, 저는 뚜안입니다. 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 네, 감사합니다. 어? 우바! 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 바바! 우바! 사랑해, 사랑해. 뚱 hát một bài hát nào về tình yêu của tiếng Hàn Quốc được không? Tiếng Việt cũng được à? Thôi hát thì của Hàn Quốc đi. Dạ, tiếng Hàn Quốc hả? Hàn Quốc đi. Thì em chưa học thuộc nên em có điện thoại hát được không ạ? Rồi, mở ra hát đi. Cảm ơn anh. 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 네가 너무 보고 싶은 날엔 너무 견디기 힘든 날에는 너를 사랑한다 입가에 맴돌아 혼자 다시 또 crying for you 혼자 다시 또 missing for you Baby I love you I'm waiting for you. Dạ cảm ơn. Hay quá nhưng mà không có hiểu. Giờ hát miếng tiếng Việt đi. Tiếng Việt hả? Đúng rồi. Từng để yêu thương khi trở lại nỗi đau có đông bé nơi cảm phong ơi chẳng tất cả thanh xuân để thương một người cho chỉ còn là giấc mơ. Rồi được rồi. Cảm ơn. Bạn gái cảm nhận thế nào? Dạ anh ấy hát rất hay ạ. Anh có thể chia sẻ về tính cách và sở thích của anh không ạ? Tính cách anh là không có nóng tính, không có gia trưởng. Và sở thích anh là hát và đi nhậu. Đi nhậu nữa. Những cái khuyết điểm của em là gì? Sau khi nhậu thì hơi nói nhiều. Và em không biết nấu anh. Em có thích ăn món gì ở Việt Nam, món gì không? Phở và bún bò.
Phở bún bò. Dạ. Hai món đặc sản luôn ha. Ăn gì nữa? Bánh mì. Bánh mì. Bún thịt nướng. Chị hỏi bạn gái nè, em có đồng ý lấy người nước ngoài không? Miễn anh ấy sống ở Việt Nam là được rồi chị. Ủa giả tỷ anh ấy sống bên Hàn Quốc không được hả? Dạ, em thích ở Việt Nam. Tuấn đã quyết định ở Việt Nam luôn đúng không Tuấn? Dạ em chết ở đây luôn nha. À, đó, chết ở đây luôn nói rồi. Vậy thôi, ta ở vài chục năm nhưng mà già người ta về quê người ta đó. Dạ lúc đó chắc suy nghĩ em thay đổi. Thay đổi gì nữa, ở người ta mấy chục năm còn thay đổi gì nữa. Rồi tình trường thì sao? Dạ em trải qua một mối tình à. Em quen được 3 năm và chia tay cũng hơn 2 năm rồi nè. Lý do tại sao chia tay? Anh ấy không có công khai mối quan hệ, không giới thiệu bạn bè, gia đình. Vậy là không được, tình yêu là đẹp phải công khai cho mọi người biết, có gì đâu mà giấu giếm, đúng không? Rồi, à, Tuấn ơi, mình có mấy mối tình rồi Tuấn hè? Dạ, em đã có ba mối tình rồi, ở Hàn Quốc 1, Việt Nam 2. Trời ơi, về Việt Nam cũng có 2 mối tình. Rồi, lý do tại sao chia tay? À, em chưa bao giờ kéo dài đến 1 năm, thì em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cô ơi thấy em vô tâm quá nên em bỏ em, nên là bị tả rồi. Bị đá hả? Tức là em bị bỏ chứ không phải em bỏ người ta hả? Em bị bỏ rồi rồi. Em nhưng bị bỏ là... tội nghiệp quá hả? Nhưng em có phải là người vô tâm không? Em thấy em rất là chủ đáo và nhiệt tình, em không có vô tâm đâu. Vậy sao ta lại nói em vô tâm kỳ vậy ta? Thôi bây giờ bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ Tuấn muốn tìm một người bạn gái mới nè. Là người như thế nào? Lịch sự và lễ phép, biết tôn trọng người lớn tuổi. Phụ nữ Việt Nam là những đức tính đó luôn luôn có trong người luôn. Em có thấy chị Haruon là lấy Trấn Thành chưa? Dạ. Em thấy Haruon rất là hạnh phúc. Hy vọng rằng em sẽ tìm được người vợ giống như cặp Haruon Trấn Thành á. Dạ em cảm ơn anh. À, rồi em mong muốn người con gái vợ của em phải cao thấp mà như thế nào? Trở lên 1m5 là được ạ. Rồi. 1m5 được ạ. Rồi gì nữa? Da trắng, mắt đẹp. Mắt đẹp là mắt như thế nào? Mắt hai mi và mắt hơi to. Hai mi. Hai mi nó khác nha. Hai mi. Hơi to. Còn bạn gái, bây giờ em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m67, dưới 1m75. Rồi. Được không Tuấn? Em sau khi mang giày thì được. Rồi, cái gì nữa em ha? Tóc thì nhiều, thẳng. Mắt không đeo kính. Chà khó ạ. Rồi gì nữa? Nhiêu đó thôi ạ. Còn nhiêu đó là muốn chết người ta rồi. Cân nặng, phải cân đối nữa. Là không mập, không ốm. Dạ. Không, anh này em nhìn dễ thương lắm em. Cân đối lắm. Xin chào. Đẹp má, đúng rồi, đứng lên cho chị coi, coi. Đứng lên. Em hơi thấp. Đẹp, được rồi, xoay một vòng. Rồi. Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? À, bạn gái mất lịch sự hay là... Mất lịch sự. Chửi nhiều. Cái gì nhiều? Chửi thề. À, chửi thề. Dạ. Có đâu. Trời ơi, gái Việt Nam đâu, không ai chửi thề đâu. Gì nữa không? Quá ghen. Quá ghen, nhưng mà em có lăng nhăng không? Em không có lăng nhăng. Nếu mà em chung thủy, em đi đứng thẳng hàng, không liếc qua liếc lại thì người ta sẽ không ghen. Còn nếu như mà em có hành tung mờ ám người ta mới ghen. Hiểu dạ. Không? Dạ em sẽ chung thủy thôi nha. À, mai mốt em cố gắng hết sức kiếm tiền để dành để mua chung cư ở Việt Nam. Được. Tướng tá cũng là hợp với em đó. Sao nữa hai chồng như lấy nhau về bán kim chi với sâm Hàn Quốc cũng được. Dạ. Yeah. Anh Nguyên Trời em, dễ thương quá. Anh không thích chửi thề, em có chửi thề không? Dạ em chưa bao giờ chửi thề ạ. À, ủa em cũng biết chửi thề nữa hả? Em biết mà em không có sử dụng. Em có thấy gái Việt Nam chửi thề lần nào chưa? À, cũng nghe mà em thì... Gái chửi thề sao? À... là... Giọng nói thì dịu dàng. Thôi trời ơi, chửi thề mà dịu dàng nữa. Thường thường là kêu ba mẹ. Liên quan đến ba mẹ. Chửi thề liên quan đến ba mẹ hả? Dạ. Dễ thương quá. Anh này dễ thương lắm. Ủa quê em ở đâu vậy? Dạ em ở Củ Chi ạ. Em có đi Củ Chi lần nào chưa? Dạ có. Củ Chi đẹp không? Dạ đẹp. Anh này có vẻ rất là gọi là hiểu văn hóa Việt Nam luôn đó. Cô Kiên hiền khô và hiền. Dạ cảm ơn anh. Ví dụ mà mình tiến tới hôn nhân được á em ở Tuấn, thì mình sẽ kết hôn theo phong tục của Việt Nam hay của Hàn Quốc? Việt Nam. Anh ba Việt mẹ Nam có đồng ý bay qua hả? Việt Nam cưới vợ cho em không? Hay quá. Dạ, có, ba mẹ em thoải mái lắm. À, ba mẹ em là lúc trước là giáo viên công chức. À, giáo viên bên Hàn Quốc. Rồi ba mẹ em giáo viên bên đó có kinh doanh gì không? À, sau khi nhỉ luôn nhậu nay thì làm ruộng thôi à. Làm ruộng hả? Dạ. Ủa Hàn Quốc cũng có làm ruộng nữa hả? À, làm ruộng nhỏ nhỏ xíu thôi à. À, vậy là em ở vùng nào? Miền Nam, thành phố Quang Chu là thành phố đến số 5. Giống như là số 6 được là thành phố Cần Thơ.
À, tức là cách từ từ cái thành phố đó tới Seoul là bao nhiêu cây số? Khoảng 3-4 trăm cây số. Khoảng 4 tiếng đồng hồ. Vậy là cỡ Cà Mau chứ không phải Cần Thơ đâu. Nó cỡ Cà Mau vậy ha. Tức là bay thẳng qua bên quê em luôn hay là bay qua hàng Seoul rồi mới đi về quê em? Từ Seoul thì phải xuống dưới thì bằng xe tổ 4 tiếng thì mới tới được ạ. À, rồi gần tức là mà đi xe có 4 tiếng thì Seoul là quá gần. Rồi, đó. Để anh hỏi cho bên gái, đàn gái hiểu luôn đó. Hôm nay tôi có nha. Đi với ai không? À, em có một bạn đồng nghiệp và một bạn thân Hàn Quốc của em. À, rồi chào hai bạn. Nguyễn Linh và chị Cát Tường, quý vị khán giả. À, em tên là Yun Song Yul, bạn thân của anh Tuấn. À. Em thấy hai người rất là xứng nhau. Anh Yun chắc là sẽ thích cô này. À, tại sao biết anh thích? Đẹp. À, đẹp. Anh Tuấn thì không thấy được nhưng mà em thấy là đẹp. À. Tuấn rất là hiền lành. Để mà hai người bấm nút thì em cũng hài lòng. Rồi em có bạn gái chưa? Dạ em không có. Có muốn có bạn gái giống anh Tuấn không? À dạ dạ. Nhưng mà em hay mắc cỡ. Sao mắc cỡ hả? Mắc cỡ. Y chang anh Tuấn ngồi đây vậy đó nói chuyện. Bây giờ ở đây cũng là mắc cỡ chết luôn. Có gì lên đây chị với anh Quyền Linh giúp cho. Có bạn gái vui lắm mà lấy vợ còn vui nữa. Năm sau em đăng ký. Thêm ý kiến của bạn Việt Nam nè. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Huy, là bạn đồng nghiệp, cũng là bạn cùng phòng với lại anh Tuấn. Thì ở chung á hả? Dạ đúng rồi. Ngủ chung hả? Tại vì công ty là thuê nhà cho tụi em ở. Anh Tuấn là một người là rất là quan tâm tới người khác và hiền lành. Anh không bao giờ nóng tính, là cái đó là chính xác. Anh nói là anh thích nhậu nhưng mà một tuần anh nhậu chưa tới một lần. Ảnh nhậu xong thì ảnh có hay làm thơ về Việt Nam, ảnh thể hiện cái tình yêu về đất nước Việt Nam. Thì em thấy là anh Tuấn rất là phù hợp với bạn nữ bên đây. Cảm ơn em, rất tốt ha. Rồi. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với em trai, đồng nghiệp và bạn em. Chào em. Chị Cát Phượng và anh Quyền Linh, em là em trai của Cát Tường. Rồi, em thấy hai anh chị như thế nào? Em thấy cũng xứng. Xứng ở chỗ nào? Bên đây cũng được trai, cũng xứng chị em. Đồng ý phải không? Gả chị luôn phải không? Tuấn nói một vài câu với em vợ tương lai đi. Chào em nhờ tương lai. Dạ chào anh. Sao nữa? Anh hứa. Anh chăm sóc. Anh rô răng. À rô hết. Thôi được rồi. Rồi bây giờ nha. Mình sẽ mở rào ra cho Tuấn gặp bên kia. Yeah. Cái nào không nói tiếng Việt được thì nói tiếng Hàn. Rồi anh dịch cho. Ha? Anh dịch tiếng Hàn ra tiếng Lào cũng hay lắm. Yeah. Rồi. Thôi. Mở hàng rào. Mở rào. Tặng em bó hoa và nước hoa. Dạ, yeah, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có quà tặng lại anh ạ. Em hay đi du lịch á, em chụp lại những phong cảnh ở nơi đó. Hy vọng anh sẽ thích nó. À, cảm ơn em, anh cũng thích đi du lịch. Anh yêu Việt Nam mà, anh rất là thích. Tuấn cảm nhận cái người đối diện của mình như thế nào Tuấn? Thế đó là xinh, dễ thương, nó là lễ phép, nó là hiền lành. Em thấy anh sao? Cô cười ấn tượng gì không ạ? Dạ, em thấy anh nói tiếng Việt hay. Nhìn cũng dễ thương. À, anh có... Em đã học tiếng Hàn Quốc đâu chưa? Dạ, em học lâu à. Bây giờ nó quên hết rồi. Em nhớ sơ sơ à. Em biết nấu các món ăn Hàn à. Anh sẽ chỉ em tiếng Hàn Quốc. Thì em nấu ăn cho anh được không ạ? Dạ, được ạ. À, cảm ơn em. Khi đi hẹn hò thì em có thích ví dụ thì xem phim hay là uống cà phê hay là ăn cơm Hàn Quốc? Dạ, tất cả luôn ạ. À. Dễ lắm, em có dễ thích nhậu không? Dạ, em không thích nhậu ạ. Anh uống bia thì em uống trà cũng được. Em khó không? Mẹ em dễ lắm, mẹ em nấu món Hàn rất là ngon ạ. À, khi nào có cơ hội thì anh qua gặp mẹ em chào hỏi được không? Dạ, được ạ. À, cảm ơn em. Hỏi cổ thích con trai hay con gái? Em... Tương lai em muốn sinh con thì muốn đẻ mấy con? Dạ, em thích đẻ con trai trước, con gái sau ạ. À, được không? Được, được. Mai mốt thì cưới nhau thì em quản lý kinh tế hết thì anh chị lấy
một số GP cà phê là được. Anh tốt quá à. Cũng học của Việt Nam nhanh quá ha. Em hỏi coi anh ở về ở nhà em luôn được không? À, em có muốn anh ở rể nhà tiền em không? Dạ em thích ở riêng ạ. À, thích ở riêng ở à? Riêng. À, anh cũng thích ở riêng. Thì ráng để dành tiền mua chung cư lẹ lẹ nha, rồi để ở riêng nha. À, chung cư thì bình thường có hai phòng ngủ. À. À, cho hai người ở thoải mái. Người ở tự phòng nhiên, hả? Hai vợ chồng ở phòng thôi chứ. Hai phòng riêng. Thì hoạt động thì một phòng. Là sao? Hai chồng ngủ một phòng thôi chứ. À, dạ, một phòng là nhà kho. Ờ, à, một phòng là nhà kho. Dạ. Còn một phòng là hai người ngủ chung. Rồi cái mình mốt đẻ con thì là con ngủ phòng bên kia. Hai vợ chồng ngủ phòng bên này. Nãy giờ em nói chuyện cô gái ấy á, cái nhịp tim mình có thay đổi gì không? Trái tim là rung rung. Rung rung. Mà bây giờ vẫn như vậy. Đi lại đây. Nè, nắm tay nhau. Nắm chứ đưa tay ra, chỉ nắm tay. Hai tay luôn. Cảm nhận như thế nào? Nhắm mắt lại, cảm nhận coi nó có rung, có điện gì nó truyền qua không? À, ấm áp, thấy hạnh phúc. Nói với cổ quá. À, em ơi, em có cảm giác trái tim của anh đang rung rung, em thấy không? Em thấy tay anh rung chứ phải tim. Tay anh đang rung mà hai người có mặt ở đây là chắc có duyên. Nếu mà em bấm nút thì anh sẽ cố gắng hết sức. Hai người tìm hiểu nhau. Anh muốn em cho anh cơ hội một lần. Rồi. Trở về vị trí đi em trai. Rồi, được rồi. Đặt tay vào nút bấm đi em. Đây. Em có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ có nhiều. Có nhiều luôn hả? Dạ. Em thích chương trình này không? Dạ thích. Rồi, bây giờ là em chuẩn bị tâm lý nha. Dạ. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng Tuấn nha. Đấy. Hai bên nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Trời ơi. Nè, hôn miếng đi. Trời ơi. Nếu mà anh yêu em là nói tiếng Hàn nói sao? À. Saranghaeyo. Đúng không anh? Đúng. 오늘 너무 가슴이 두근거리고 사랑해. 사랑해. Là gì? À, hôm nay trái tim rất là rung động và yêu em. Yêu nhau từ kiếp nào đây đó? Là những chiếc vé xem phim cùng gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ở đó chiếu những cái phim rất là tình cảm ha. Đến đó xem phim để có không gian lãng mạn, để yêu thương, để hiểu nhau nhiều hơn nha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Gửi tặng cho bạn một máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng phần quà trị giá là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp QVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Thành công nha. Dạ, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Nhớ cặp này mà nếu đám cưới là nhớ báo cho Cát Tường với anh Quyền Linh biết nha. Dạ em biết rồi. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Rồi, cố gắng. Chúc mừng hai bạn. Rồi đợi bạn gái nữa nè, đi từ từ thôi. Mọi người thường hay nhận xét là lần đầu gặp em thì thấy khó tiếp xúc, nhưng mà quen rồi thì cũng rất là vui vẻ. Có hơi nóng tính. Làm điều dưỡng mà nóng tính. Dạ, điểm mạnh thì chút xíu nhưng mà điểm yếu nhiều lắm. Có chút xíu nóng tính trong đó luôn. Chúng ta vừa đến với một cặp rất là dễ thương thưa quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Thoa, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Long An ạ, em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Em làm công việc gì thôi? Dạ em làm điều dưỡng chị. Mời mời bạn trai giới thiệu. Dạ em tên là Ngọc Minh, hiện tại bây giờ em đang làm nhân viên bảo vệ và PT ở các phòng tập ở Thủ Đức ạ. Quê em ở Thủ Đức luôn chị. Hôm nay em 32 tuổi. Nhân viên bảo vệ bệnh viện. Ồ, vậy cũng hợp lý cô kia nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì thôi? Dạ điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết chăm lo cho gia đình ạ. Còn về khuyết điểm thì mọi người thường hay nhận xét là lần đầu gặp em thì thấy khó tiếp xúc, nhưng mà quen rồi thì cũng rất là vui vẻ. Có hơi nóng tính. Làm điều dưỡng mà nóng tính. Nhiều lúc cũng stress quá chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh thì chút xíu nhưng mà điểm yếu nhiều lắm. Em ăn nhiều lắm. Tập thì phải ăn nhiều ăn chứ đâu có sao sức đâu. Bảo vệ chứ. Có chút xíu nóng tính trong đó luôn. Rồi nóng tính. Cô kia cũng nóng, em cũng nóng. Hai nữa. Hai bên nóng luôn. Khi đụng chuyện có nóng dữ dội không? Em nóng là em im ru, cái em kiếm chỗ em ngồi chỗ. Chứ như em mà nóng tính rồi cũng gây phiền hà chúng ta lắm rồi nha. Ưu điểm của em thì em hát được nhạc bolero chị ơi. Tao làm câu nghe thử đi. Nắm tay hết dần hết hờn em nhé, xa cách thêm buồn người tình ơi, mình yêu yêu mãi muôn đời, giờ đây ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình cách đôi đường. Hay đó, rất là ngọt ngào. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi anh Linh. Mối tình đầu tiên á chị là cái anh đó ảnh thích em nhưng mà ảnh không dám nói. Còn mối thứ hai thì em với ảnh quen nhau khoảng được vài tháng, sau đó thì ảnh nói anh đi du học. Vậy bạn trai thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em có ba mối tình chị ơi. Mối tình đầu tiên của em lúc em 19 tuổi à. Rồi. Lúc đó em quen bé kia thì em ham chơi quá, em hẹn người ta mà tới sáng sớm mà tới 3 giờ chiều em mới tới lần. Đã gần nhất đây 4 năm mấy. Người đó người ta khó tính lắm. Như vậy như là em đi đi uống cà phê thì đi xa thiệt xa, uống chỗ mà cô ấy thích. Cô ấy bắt em phải mặc một đồ như áo sơ mi, rồi mang giày, quần jean. Rồi những lúc đi gần nhà thì cũng phải như vậy. Nói chung đi đâu cũng phải mặc đồ như cô ấy thích mới được. Thì biết đâu cô ấy thích cho nó đồng bộ, tông sờ tông cho nó vui, có gì đâu khó. Không có thoải mái cho em đúng không? Dạ thấy rồi bó. Bây giờ mình nói chuyện tương lai đi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Chịu nấu ăn thôi. Còn nấu ăn ngon hay dở thì em không cần thiết cho lắm. Tại vì em ăn nhiều thì cái gì nấu em ăn hết à. Rồi em gái biết nấu ăn không cưng? Dạ biết chị. Biết mừng quá, lo được cái bao tử rồi đó. Còn gì nữa không em? Chút xíu nói nhiều giống em để hai người cùng nói nhau thì nó có công chuyện nó sẽ hay hơn. Chiều cao thì mét năm mấy sáu được rồi, không cần, da hơi trắng xíu tóc dài. Điều gì mà em không thích nhất ở người con gái? Người ta đừng ghen quá thôi. Tại vì em làm môi trường bệnh viện thì có nhiều cái nó tới nhị á. Bệnh nhân mà nữ người ta bị té chân, người ta té mà gãy chân gãy tay hay là gì đó chày áo rồi đó, em phải phụ giúp bên kia, người ta khiêng người ta vô ẩm vô rồi đó. Cái nó công việc mà ghen cái gì, ghen bậy bạ vậy đâu có được. Em có hay ghen không em? Dạ không. Không hả? Nếu mà thấy bạn trai mình ẵm cô gái này, ẵm cô gái kia vậy em có khó chịu không? Dạ có. Vì sao nó không ghen? Trời ơi. Nhưng mà cái đó mình phải xác định đó là công việc. Người ta bị tai nạn, người ta mới vô bệnh viện rồi ảnh mới ẵm. Đó, nhưng mà ở trong PT á, mấy phòng tập gym có ẵm người ta không em? Không có chị ơi. Cái đó ẵm là bậy á nha. Cái đó ẵm là phải ghen à. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ về ngoại hình thì bạn đó cao khoảng 1m65 trở lên, nước da ngâm, không hói, không bụng phệ, nhìn sạch sẽ gọn gàng, biết lo làm ăn, biết kính trọng người lớn và có ý định lập nghiệp tại Sài Gòn. Đó giờ em thấy có ai tập gym mà bụng phệ không? Bụng phệ được, hên quá, không hói, ha, bụng phệ, khỏi coi cái bụng. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích tính gia trưởng với lại tính toán quá chị. Em có tính toán chi ly quá không em? Dạ không gì. Xả láng luôn chị. Xả láng luôn là nghèo hoài đó cưng. Thì em mới đưa cho người ta giữ hết. Mốt lấy vợ về đưa cho người ta giữ hết đúng không? Được. Em cao mét mấy? Dạ 1m71. Bây giờ em có định là xác định là mình sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn không? Dạ có, nhà em ở đây mà. Rồi ổn luôn. Tánh em có lăng nhăng không? Không có. Chắc không? Chắc. Em có cái định hướng phát triển kinh tế như thế nào trong tương lai không? Thì em sẽ cố gắng em mở một cái phòng tập gym trong 2 năm nữa với một cái quán ăn nhỏ. Tốt, vậy là cũng có những cái định hướng. Em cứ việc đi làm điều dưỡng, kinh doanh để ảnh. Không, về điều dưỡng xong rồi về phụ chồng nấu bán ăn. Quán ăn. Được không? Dạ được. Chào em gái. Dạ.
Thí dụ như khi chồng nóng tính thì em cũng nóng tính thì sao? Chắc em phải nguội lại bớt. À, mà đây người ta chịu nhường bớt rồi đó. Nhưng mà em nóng tính em im lặng mà. À, nóng tính im lặng. Mà thứ dòng mình im lặng cái phụ nữ cũng hỏi tại sao im. Hai người mà cãi nhau thì em im lặng hoài hay sao? Thì mình ra mình năn nỉ. Năn nỉ phải không? À, thôi được, hợp anh này cũng cao to ha. Đen, cao to, đen mà không có hôi. Không có hói. Không bụng bự. Không bụng bự. Chỉ có người đang nói là hói bụng bự thôi. Không, đi ra nhỉ? Dạ, hôm nay em tới đây cùng với bà ngoại, em gái và mấy chị đồng nghiệp của em. Bà thấy cháu rể tương lai này được không bà? Thì bà thấy thì cũng vui vẻ. Nói chuyện cũng đặc thà, cũng dễ thương. Cháu tìm hiểu đi rồi gửi tiếng tới tương lai hôn nhân gia đình. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với chị và bạn. Dạ cho em Nguyễn, xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và tất cả quý vị khán giả ở đây. Về vẻ bề ngoài thì thấy rất là tương đồng, em thấy rất là xứng đôi. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Thấy chưa, em gái thấy và chị hiền lành dễ thương vậy chưa? Kéo màn cửa ra để cho hai bạn gặp nhau và trò chuyện với nhau. Mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Chà, có món áo đồ ha, giống nhau ha. Anh hát nha. Dạ. Em ơi, lòng anh thì rất chân thành, muốn được trọn đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Anh hát hay. Hồi nãy là anh nói là anh là hiện đang làm ở đâu anh? À, anh làm ở bệnh viện Thủ Đức á em. Anh là con thứ mấy trong gia đình vậy anh? Con trai lớn. Nhà anh đông anh em không? Anh có đi em gái ruột, mà em gái đi lấy chồng rồi. À, công việc của anh có chiếm nhiều thời gian với anh lắm không? Thời gian thì sáng tới chiều. Thì hôm sau mình sẽ làm đêm một buổi sáng rồi tới buổi đêm. Thì có thời gian rảnh ra ngoài thì anh đi dạy ở ngoài. Còn nếu ví dụ mà sau này mà anh có quen được em thì anh sẽ cắt bớt thời gian đi làm thêm ra ngoài đi. Nói chung là lúc nào được rảnh được thì anh cứ anh chơi. Em thấy anh có khó tính không? Thôi nhìn thấy anh vui vẻ. Có đen lắm không? Không đen lắm. Anh thì thích đi du lịch, đi chơi mà xe máy á, em có thích đi không? Dạ cũng có. Vậy nếu vậy là cứ một tháng mình đi một lần đi. Anh sợ anh chạy xe em nhắm đi không em. Bình thường một ngày em làm giờ hành chánh hay là mình làm theo ca mà liên dạ, tục luôn? Em làm theo ca anh. Nếu mà rảnh thời gian nào thì anh tới em rước đi về giờ đó nha. Anh thích trai hay gái anh? Con nào cũng được hết. Dạ. Đừng xấu giống anh mà giống em đi. Thì anh mong là mốt sau này mà anh đi làm về thì có tiền đưa hết chừa anh chút xíu, nhưng mà nếu mà không chừa cũng được mà nấu ăn cho anh. Anh muốn sau này thì anh sẽ anh sẽ không bảo vệ mà những nhiều người khác nữa, mà anh sẽ chú tâm bảo vệ em nhiều hơn. Rồi. Hết thời gian. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau, cũng phần nào hiểu được nhau rồi ha. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là để hẹn hò với nhau các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Em có bấm mà không ăn. Đấy. Hai bạn nắm tay chúc mừng các bạn nha. Vỗ tay lên nào các bạn. Một chút thử cảm giác thế nào. Đây là chàng trai cũng rất chân thật, cô gái cũng rất là chân tình luôn ha. Vấn đề vẫn chưa quyết liệt thôi. Để hiểu nhau nhiều hơn, để yêu nhau nhiều hơn nữa nha em gái nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây là máy nước nóng với thương hiệu Senton. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng.
Bây giờ thì cảm giác bạn gái thế nào? Đúng. Hả? Đúng. Vui không? Vui. Bạn trai thấy vui không? Cái đồng hay sợ. Sợ gì? Thôi, hôn bạn gái cái nào. Không đáng. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Phần quà đặc biệt là một chiếc Max TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Chúc các bạn hạnh phúc nha.